Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Đồng Tháp năm 2017 sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 12 tới. Đến thời điểm hiện tại, các nội dung chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng tiếp đón đại biểu, nhà đầu tư. Hội trường Nhà văn hóa Lao động tỉnh có sức chứa khoảng 500 đại biểu là địa điểm diễn ra hội nghị. Khu vực này đã được chuẩn bị tươm tất. Khuôn viên bên ngoài được trang trí đẹp mắt, từ cổng chào mừng đại biểu đến trưng bày cây xanh, hoa kiển, các sản phẩm đặc trưng của tỉnh. Ngoài ra, các tuyến đường trong nội ô thành phố Cao Lãnh cũng được dọn dẹp, gắn pano tuyên truyền, đảm bảo mỹ quan sạch đẹp. Về nội dung chương trình, tài liệu hội nghị đều được cung cấp đầy đủ trên trang thông tin hội nghị tại địa chỉ xúc tiến đầu tư.đồngtháp.gov.vn. Với chủ đề Tiềm năng của chúng tôi, cơ hội của bạn, hội nghị xúc tiến đầu tư là sự kiện có ý nghĩa quan trọng về quy mô, tính chất, sức lan tỏa, với sự tham dự của khoảng 500 đại biểu trung ương, các bộ ngành, chuyên gia, tổ chức quốc tế, nhà đầu tư trong và ngoài nước và khoảng 90 phóng viên của các cơ quan thông tấn báo chí. Với tất cả sự chuẩn bị chu đáo, thông qua hội nghị này, Đồng Tháp mong muốn giới thiệu về môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, hiệu quả và là điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư.